xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Để được em yêu anh thiếu
em lắng nghe lời. Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ dài khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cùng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần bên cạnh người em yêu mà anh vẫn xa như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau anh sống quá phi lớn ai. Và bây giờ xin mời khán giả trường quay chúng ta hãy sẵn sàng để bình chọn cho hai nghệ sĩ quý vị cảm thấy yêu thích nhất. Và dĩ nhiên hai nghệ sĩ này sẽ sở hữu hai tấm vé đầu tiên để bước tiếp vào vòng sau. Hai nghệ sĩ còn lại sẽ bước vào vòng thi đối đầu và sẽ có một người nghệ sĩ lộ diện ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Thời gian bình chọn bắt đầu. Và hết thời gian bình chọn, chúng tôi sẽ cập nhật kết quả ngay sau đây. Và kết quả chúng tôi đã có trên tay. Tấm vé đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng. Quý vị bình chọn cho ai nào? Khỉ Hồng, Cứu. Tấm vé đầu tiên đã thuộc về Hippo Happy. Bây giờ Huy sẽ công bố tấm vé còn lại. Cái gì cứu tôi với hả? Tấm vé thứ hai vào vòng an toàn thuộc về một giọng ca đã đưa chúng ta đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, kể cả ban nhạc cũng như nhóm bè cây lắc phải thán phục. Không ai khác, xin được chúc mừng Cứu Tây Bắc. Quá hay.
Như vậy là chúng ta chỉ còn duy nhất một tấm vé mà thôi. Và tấm vé này sẽ được đính đo kết quả sau vòng đối đầu. Kỳ Lân Lãng Tử, Khí Hồng sẽ cùng đối đầu với nhau ở một ca khúc. Trời ơi, thủ thế luôn hả? Hả trời. Đây, bài hát đã đạt hơn 70 triệu lượt xem. Một sáng tác của hitmaker Vương Anh Tú. Bài hát được mang tên Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em. Wow. Xin mời. Bạn trai của em đang vẫy lại, cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao, để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống trào. Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tình cách em yêu, để được anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, ta tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời. Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ dài khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cùng chẳng thương ai ngoài cô. Dù phía sau bao lần cơn đau, anh sâu đi quá khi lớn hả anh? Không một ai mà lại mong muốn yêu thương mình trao. Chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút thôi cùng. Của vòng đối đầu, Kỳ Lân Lãng Tử và Khí Hồng. Wow, xin mời những lời nhận xét từ ba cô dứng. Bản thân em cũng rất là tò mò là khi mà Khí Hồng với lại Kỳ Lân kết hợp nó sẽ như thế nào.
cảm quan là mình sẽ nghĩ là hai người này chưa có một cái sự gọi là kết nối nào đó, nhưng mà khi mà cùng đứng trên sân khấu cùng hát cái bài hát này thì thực sự rất là hòa quyện lại với nhau luôn. Mình phải nói như thế này là ở vòng này thì mình bắt đầu đã nhận ra được bạn Khỉ Hồng là ai rồi, và bạn Kỳ Lân có thể trẻ hơn chút nhưng mà cũng không quá trẻ. Đây là một cái sự giao thoa giữa những thế hệ âm nhạc khác nhau. Thường thì họ sẽ không có hát song ca với nhau. Những cái sự kết hợp như vậy rất đặc biệt, chỉ có ở The Masked Singer. Dù nó không có giống như kiểu là tập luyện cho nó khớp từng cái ngàm, từng cái dấu chấm, dấu phẩy, nhưng mà tự nhiên nó ra một cái mùi rất là hay. Nó là cái mùi của sự giao thoa của những cá tính âm nhạc khác nhau gặp nhau tại một điểm. Mình thích cái điều đó. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Chính Thành ạ. Còn Đức Phương và Song Luân thì như thế nào? Đấy là một phần kết hợp mà em thấy rất là tròn trịa. Hai người rất là hòa quyện với nhau, nhất là trong cái đoạn mà chung hai người. Và cho dù ai là người đi tiếp, ai là người ra về thì cũng sẽ có những cái sản phẩm thật là hay để gửi tới khán giả trong thời gian sắp tới ạ. Song Luân ạ. Qua đến vòng đối đầu thì em cũng khá yên tâm về sự lựa chọn của mình. Và về Kỳ Lân, em vẫn nghĩ là Dixon, rất là lâu rồi mình không có gặp. Nếu thật sự bên sau mascot này là Dixon Nguyễn thì mình có một lời khen từ tận đáy lòng mình. Bạn hát tiến bộ và hay hơn rất rất nhiều. Bây giờ mình phỏng vấn sương sương hai nghệ sĩ trước đi, trước khi chúng ta đến với phần cũng căng não là bình chọn. Kỳ Lân, Lãng Tử, các bạn thấy tiết mục đối đầu vừa rồi như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên mà Kỳ Lân biểu diễn ca khúc này, và mong khán giả sẽ yêu thương giọng hát của Kỳ Lân và Kỳ Hồng. Dù một chút thôi cũng lớn lao. Hy vọng sẽ có thêm một phiên bản không đối đầu nữa mà là đối lưng nhau nhé, Khỉ Hồng. Khỉ Hồng ơi. Ai? Nãy giờ ban cố vấn nói tự tin lắm là biết Khỉ Hồng là ai rồi. Khỉ Hồng có e sợ mình lộ diện không? Cũng không biết nữa, nhưng mà nếu mà giọng Khỉ Hồng mọi người dễ nhận ra được như vậy thì không có gì để nói. Có cái để nói ở đây là bài hát này cũng lần đầu tiên hát với lại Kỳ Lân, và mới tập với Kỳ Lân khoảng được 10 phút trước thôi. Rất là vui. Hy vọng là sau này hai anh em mình sẽ có cơ hội hát bài này. Ok hơn nha. Wow, rất là dễ thương ạ. Và bây giờ